Chào các bạn, hôm nay mùa này đang là mùa của dưa gang. Đây là trái dưa gang nha. Trái này ăn rất là mát, ăn không cũng mát. Mà mình có một món làm đó là dầm với sữa đặc. Ở đây sữa đặc mình có khui sẵn, mình mới sử dụng hôm qua rồi. Rồi hôm nay mình có dưa gang nha. Sẵn hôm nay mình sẽ trộn với sữa đặc, dầm sữa đặc ăn ha. Rồi, món này là rất là đơn giản, ăn vào mùa nắng nóng rất là ngon ha. Bây giờ mình sẽ gọt trái dưa gang này nha. Trái dưa gang này sau khi mình gọt xong rồi thì mình sẽ chẻ nó ra ha. Mình lấy ruột ở trong bỏ đi. Đây, ở trong đây nó sẽ có ruột như thế này. Và mình sẽ dùng muỗng mình cạo ruột của nó bỏ đi ha. Mình sẽ cắt cho làm ha. Sau đó mình sẽ cho nó vào trong câu này. Mình sẽ dùng muỗng. Rồi sau khi cắt dưa xong thì mình sẽ cho sữa vào, sữa đặc vào ha. Và tùy theo mình thích ăn lượng sữa nhiều hay ít thì mình có thể bỏ vào lượng sữa tùy mình thôi ha. Mình thích ăn sữa nhiều thì mình bỏ sữa nhiều, còn mình thích ăn sữa ít thì mình bỏ sữa ít. Bỏ sữa càng nhiều thì nó càng ngọt và càng béo nha. Dưa gang mà như thế này thì ăn rất là dẻo và ngon. Rồi, trộn lên. Trộn lên. Sau đó mình sẽ đập nước đá bỏ vào dưa gang này và thưởng thức thôi. Giờ mình sẽ đập nước đá mình bỏ vào ha. Nước đá đập tùy theo mình thích, đập nhuyễn thì nhuyễn, còn không thì mình đập cục vừa ăn cũng được. Giờ mình sẽ đi đập nước đá bỏ vào. Giờ mình sẽ cho đá vào. Trộn lên. Rồi, trộn lên. Rồi giờ là nó lạnh và thưởng thức thôi. Giờ mình ăn thử nha. Mình ăn thử xem như thế nào. Ngọt. Dưa gang rất là dẻo luôn. Lạnh lạnh, ngọt ngọt, mát mát. Ngon lắm. Các bạn làm thử đi. Món này rất là đơn giản, dễ làm ha. Ăn cũng rất là mát và rất là ngon. Rồi mình làm ở nhà thì nó sẽ ăn ngon, bổ và rẻ hơn so với mình mua ngoài tiệm ha. Một trái làm được rất là nhiều luôn, một tô lớn luôn nè. Giờ các bạn về có thể làm thử nha. Dưa gang này xanh xanh này, ăn rất là dẻo, rất là ngon luôn á. Và mình xin kết thúc video ở đây nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.